Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Sức khỏe và đời sống phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật nhất vừa diễn ra sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Miễn chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân là nạn nhân do mưa lũ. Chỉ thị tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Quy trình xử lý nước ăn uống sinh hoạt sau mưa lũ. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các bệnh nhân điều trị do ảnh hưởng của bão lũ thiên tai tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đều đang được miễn phí chi phí khám chữa bệnh. Cụ thể, Nghị định 96 năm 2023 NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật khám bệnh. Chương 6 về huy động, điều động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp. Điều 110 về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh điều trị trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp quy định. Ngân sách nhà nước thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp bao gồm chi phí dịch vụ khám bệnh, dịch vụ ngày giường bệnh và dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm đã được sử dụng cho người bệnh. Việc thanh toán thực hiện theo số lượng dịch vụ y tế thực tế sử dụng cho người bệnh và mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Chi phí thuốc, hóa chất, thiết bị y tế, máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn chưa được tính trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng trong các dịch vụ kỹ thuật chưa được ban hành giá khám bệnh, chữa bệnh đã được sử dụng cho người bệnh hoặc không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. Việc thanh toán thực hiện theo số lượng thực tế sử dụng và giá mua vào theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Đối với chi phí máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn được thanh toán theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế. Dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế. Việc thanh toán thực hiện theo số lượng dịch vụ y tế thực tế sử dụng và mức giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh đã được cấp, có thẩm quyền phê duyệt cho cơ sở đó hoặc của cơ sở khám bệnh chữa bệnh chủ quản. Ngày 24 tháng 8 năm 2024, Bộ Y tế đã ban hành chỉ thị số 06 về tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ thị các giám đốc bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, giám đốc bệnh viện trực thuộc trường đại học, thủ trưởng y tế các bộ ngành, giám đốc sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo. Tiếp tục quán triệt quy tắc ứng xử, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, quy định chuyên môn của nhân viên y tế, tăng cường tổ chức tập huấn các kỹ năng giao tiếp, ứng xử và chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện rà soát và chấn chỉnh hoạt động khám bệnh chữa bệnh và người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo quy định của luật khám bệnh chữa bệnh. Xác định công tác quản lý chất lượng bệnh viện là nền tảng, chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch và kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh theo hướng dẫn tại Thông tư số 19 năm 2013 TT-BIT ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Bộ Y tế. Thực hiện nghiêm túc việc công khai số điện thoại đường dây nóng bệnh viện, số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và những thông tin cần thiết phải công khai theo quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong triển khai thực hiện các quy trình khám chữa bệnh, thanh toán không dùng tiền mặt, chủ động nắm bắt, cung cấp và xử lý thông tin để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, vụ việc phát sinh trong thực thi nhiệm vụ. Đẩy mạnh thông tin, truyền thông các thành tựu, các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong triển khai công tác khám bệnh, chữa bệnh, phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật trên địa bàn, tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Tiếp tục chủ động triển khai mua sắm, đấu thầu theo quy định, bảo đảm đủ thuốc, thiết bị y tế cho công tác khám bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thưa quý vị, sau mưa lũ tại những vùng bị thiên tai lũ lụt, nguồn nước thường bị bẩn, bị ô nhiễm do các chất thải từ cống rãnh, bùn đất, xác động vật chết lẫn vào nước sông, suối, ao hồ. Để có nguồn nước sinh hoạt an toàn sau mưa lũ, đảm bảo sức khỏe và phòng tránh các dịch bệnh xảy ra, người dân có thể tìm hiểu và sử dụng một số biện pháp làm sạch nước đơn giản. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hướng dẫn quy trình xử lý nước ăn uống sinh hoạt sau mưa lũ. Thì quy trình đơn giản để xử lý nước từ nước lụt thành nước sạch cho ăn uống sinh hoạt thì bao gồm có hai bước. Bước thứ nhất là làm trong nước. Bước thứ hai là khử trùng nước. Sau khi mà chúng ta khử trùng nước rồi thì chúng ta sẽ có nước sạch để ăn uống và sinh hoạt. Tuy nhiên, nếu như mà uống trực tiếp thì chúng ta vẫn phải đun sôi nước trước khi uống. Để thực hiện quy trình này thì ta cần phải chuẩn bị những dụng cụ và hóa chất như sau. Thứ nhất là ta cần phải có 2 cái xô 20 lít nước.
vải cốt tông, giá để lót vải lọc, gáo nhựa, phèn chua, chloramin B dạng viên hoặc chloramin B dạng bột. Đây là số nước chúng tôi đã lấy từ vùng lũ bị ô nhiễm và cần phải xử lý. Khi lấy nước để xử lý, chúng ta cần phải lưu ý lấy nước ở những cái chỗ mà ít bị ô nhiễm nhất, ví dụ như ở chỗ xa bờ hoặc là chỗ nước trong để xử lý. Chúng ta nhìn thấy cái xô nước lũ này rất là bẩn và có nhiều rác. Trước khi mà chúng ta lọc làm trong nước bằng phèn chua thì chúng ta cần phải loại bỏ hết những cái rác. Sau đây tôi sẽ tiến hành bắt đầu lọc. Sau khi mà ta lọc sơ bộ thì ta có thể thấy là rác sẽ được đọng lại ở trên lớp vải màn và chúng ta sẽ có nước để xử lý. Dụng cụ bao gồm một xô đựng nước bẩn 20 lít, một xô không đựng nước sạch 20 lít, một lượng phèn chua khoảng 1 gram và một gáo nước. Đầu tiên, tôi sẽ lấy 1 gram phèn chua hòa vào trong cái gáo nước này. Cứ 1 gram phèn chua là có thể làm trong được cho khoảng 20 lít nước. Sau khi ta hòa tan phèn chua xong thì đổ vào cái xô nước 20 lít đang cần xử lý này và khuấy đều. Ta sẽ chờ khoảng 30 phút cho cặn lắng xuống đáy xô, gạn lấy nước trong và đổ vào cái xô sạch khác để khử trùng. Ta cũng có thể làm trong một thùng chứa nước lớn để sử dụng dần. Ví dụ, phải làm trong một thùng 300 lít nước, ta sẽ dùng khoảng 15 gram phèn chua hòa tan trong gáo nước. Sau khi hòa tan xong, thì ta sẽ đổ vào thùng nước cần xử lý và khuấy đều, chờ cặn lắng xuống đáy thùng và gạn lấy nước trong. Đây là thùng nước sạch đã được làm trong bằng phèn chua. Còn bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cách xử lý nước trong trường hợp mà chúng ta không có phèn chua. Trong trường hợp mà chúng ta không có phèn chua để làm trong nước thì chúng ta có thể sử dụng cái vải để chúng ta lọc nước. Nếu mà sử dụng vải thì chúng ta có thể sử dụng cái loại vải có chất liệu là cốt tông, thì cái loại vải này vừa có thể cho nước đi qua lại vừa giữ được những cái cặn bẩn nhỏ ở lại. Cách làm này rất đơn giản. Tôi sẽ lót cái tấm vải này vào trong rổ và đặt lên trên cái thùng đựng nước không. Sau đó ta sẽ dùng gáo múc nước bẩn từ xô đựng nước bẩn đổ vào trong cái xô đựng nước không, và nước nó sẽ được lọc qua lớp vải cốt tông để chảy xuống xô đựng nước. Toàn bộ những cái lớp bẩn sẽ được giữ lại ở trên mặt của lớp vải. Ta sẽ lọc đi lọc lại đến khi nước trong thì thôi. Lưu ý là mỗi lần lọc ta lại loại bỏ lớp cặn bẩn đi để làm sạch tấm vải và giúp cho nước có thể chảy qua được lớp vải lọc. Như vậy là cái bước đầu tiên làm trong nước đã được hoàn thành. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng các thiết bị lọc nước đảm bảo chất lượng để lọc nước đã được làm trong. Sau khi đã làm trong nước, chúng ta sẽ bước sang bước thứ hai là khử trùng nước. Nước đã được làm trong có thể được khử trùng bằng hai cách: dùng hóa chất hoặc đun sôi. Nếu khử trùng bằng hóa chất thì thường là hay sử dụng các chế phẩm có chứa chloramin B dạng bột hoặc dạng viên. Chế phẩm dạng bột chứa chloramin B thì thường để khử trùng các nguồn nước cấp cho tập thể hoặc là các giếng nước nơi tập trung dân để tránh lũ, và lưu ý là phải do cán bộ y tế chỉ đạo thực hiện. Còn chế phẩm chloramin B dạng viên thì thường được sử dụng để khử trùng nước cho các hộ gia đình. Chloramin B được đóng gói dạng viên với hàm lượng là 0,25 gram, thì cứ một viên chloramin B 0,25 gram thì khử trùng cho 25 lít nước.
đã được làm trong, ta thường dùng chế phẩm dạng bột chứa chloramin B để khử trùng một lượng thể tích nước lớn hoặc cấp cho nhiều hộ gia đình và phải do cán bộ y tế hướng dẫn thực hiện. Thì hiện nay trên thị trường có nhiều loại chế phẩm chứa chloramin B với hàm lượng khác nhau. Sử dụng chế phẩm nào để khử trùng nước, ta nên theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cách khử trùng cho thùng đựng 300 lít nước bằng chế phẩm chứa chloramin B 25% là loại thông dụng nhất để khử trùng cho 300 lít nước. Ta cần phải tính lượng hóa chất cần thiết trên cơ sở nồng độ clo dư trong nước sau khi xử lý là 2,5mg trong 1 lít nước hay 750mg. Như vậy, lượng hóa chất chloramin B 25% cần thiết được tính theo công thức như sau: 750mg nhân với 100 chia cho 25 sẽ bằng 3000mg, tức là 3g. Như vậy, chúng ta sẽ cần phải có 3g chloramin B 25% để có thể khử trùng cho 300 lít nước, tương đương khoảng gần 1/3 thìa bột chloramin B 25%. Để khử trùng 300 lít nước thì ta sẽ hòa tan 3g bột chloramin B 25% này vào trong một cái gáo nước, khuấy đều rồi đổ vào thùng chứa 300 lít nước. Tiếp tục trộn đều. Nước sau khi khử trùng 30 phút là có thể sử dụng được. Nếu không có sẵn hóa chất để khử trùng nước, ta có thể khử trùng bằng cách đun sôi. Tuy nhiên, ta phải lưu ý là nước phải được đun sôi ít nhất là 1 phút. Vậy là tôi vừa hướng dẫn xong quy trình xử lý nước trong ăn uống và sinh hoạt. Mọi người nên làm theo hướng dẫn để có nguồn nước sạch sử dụng hàng ngày, đồng thời có sức khỏe tốt hơn. Thưa quý vị, theo kế hoạch số 186 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, từ tháng 12 năm 2018, người dân khi bị động vật nghi dại cắn nếu thuộc hộ nghèo sẽ được tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại miễn phí. Đến năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục ban hành kế hoạch số 41 ngày 28 tháng 1 năm 2022 về việc triển khai chương trình quốc gia phòng chống bệnh dại giai đoạn 2022-2030. Theo đó, ngoài đối tượng người nghèo, một số trường hợp đặc biệt khác cũng được tiêm miễn phí vaccine phòng chống dại. Chính sách này đã giúp cho nhiều người dân được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe kịp thời. Do bị vật nuôi trong nhà cắn, con vật sau đó ốm bệnh, nên ông Hoàng Anh Tân, xã Bản Vược, huyện Bát Sát đã đến trung tâm y tế huyện để được tư vấn và thực hiện tiêm phòng bệnh dại. Trường hợp của ông cần được tiêm đủ 5 mũi vaccine và huyết thanh kháng dại với tổng số tiền hơn 2 triệu đồng. Tuy nhiên, do thuộc diện gia đình chính sách nên ông được miễn hoàn toàn những chi phí này. Đến đây thì nói chung là cũng được sự tận tình của các bác sĩ ở đây giới thiệu rồi nói về những thành phần nào là được hưởng chế độ miễn. Tôi thì nằm trong chế độ chính sách, các cô, các chú là hướng dẫn cho về làm thủ tục, được nhà nước miễn giảm cho đồng nào là bản thân cảm thấy là vui rồi, thích rồi. Mình không phải mất cái đồng tiền ấy mà lại chữa được bệnh. Đối với các trạm y tế thì có những trường hợp mà bị chó cắn này hay là mèo cắn thì mình cũng đã hướng dẫn trạm là đến, là nếu mà có người dân người ta đến với mình ấy thì mình sẽ xử lý vết thương đầu tiên cho người ta. Sau khi xử lý thì mình sẽ giới thiệu người ta đi xuống trung tâm y tế để được tiêm phòng dại. Thì mình sẽ hỏi họ, là họ có thuộc cái đối tượng mà bây giờ đang được ưu tiên, đó là gia đình chính sách này, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em dưới 5 tuổi và đối tượng là dân tộc thiểu số. Nếu mà họ ở trong những cái đối tượng đấy thì mình sẽ hướng dẫn cho họ những thủ tục để về xã xin và mũi sau sẽ cầm xuống đây. Nếu mà đầy đủ giấy tờ thì sẽ được miễn. Tương tự như vậy, với trường hợp của chị Lương Thị Chất, thôn Trang, xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai cũng được miễn phí 5 mũi vaccine phòng bệnh dại. Với một gia đình thuộc hộ cận nghèo như chị, việc được miễn phí chi trả số tiền này thực sự có ý nghĩa. Thế gia đình cũng hộ cận nghèo, gia đình cũng khó khăn, thế được nhà nước giúp đỡ cũng cảm ơn rồi, cũng rất là vui rồi. Trong 8 tháng năm 2024, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có 2.046 người phơi nhiễm với bệnh dại, trong đó có 2.016 người tiêm vaccine phòng dại, 377 người phải tiêm cả huyết thanh kháng dại. Số người được tiêm phòng dại miễn phí trong toàn tỉnh là 166, trong đó có 20 người được tiêm cả huyết thanh miễn phí. Bên cạnh đó cũng có một trường hợp tử vong do bị chó cắn mà không đi tiêm phòng.
cùng với tâm lý chủ quan, một trong những nguyên nhân khiến người dân không đi tiêm phòng vaccine là do điều kiện kinh tế còn khó khăn bởi chi phí cho các mũi tiêm phòng dại khá cao. Căn cứ tình hình thực tiễn, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xây dựng và ban hành chương trình mục tiêu quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2022-2030. Trong đó nêu rõ, 100% các đối tượng thuộc diện người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, trẻ em dưới 6 tuổi, những người tham gia phòng chống dịch trong vùng nguy cơ cao và các trường hợp đặc biệt khác đều được điều trị dự phòng bệnh dại miễn phí. Chính sách đã giúp cho những đối tượng này được bảo vệ kịp thời khi không may gặp rủi ro về sức khỏe. Người dân thuộc diện được tiêm miễn phí bị động vật nghi dại cắn cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời. Tuyệt đối không tự ý điều trị hoặc điều trị bằng thuốc nam để tránh những hậu quả đáng tiếc do bệnh dại gây ra. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.